Thầy chú Hồng Phát. Trời ơi, không nói thiệt với chú nha, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đấu. Cảm ơn, dạ cảm ơn tạm biệt. Dạ. Là hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. Mười tờ, anh chúc mười tờ nghe xuống. Cái tâm chị tốt quá à, cảm ơn chị. Tài sang quá ta. Có bàn tay phú quý, có gương mặt phú quý. Đúng nhận sai cải giúp cô nha. Ủa cô đang đi đâu, cô đang chưa coi sao vậy? Chị coi cái gì? Coi coi cho chị con. Đâu có người coi rồi mà. Vậy đâu, ở đây đâu có ai coi đâu. Trời ơi, vàng giả sao mà chị cứ đeo hoài vậy? Chứ vàng thiệt đâu đeo. Mà nhiều khi bây giờ tao có tiền tao mua vàng thiệt, vậy tao đeo bị ngứa nha. Vàng giả đeo không ngứa nè. Tao không có thôi, tao đừng đeo. Giờ này mấy cướp làm chi trời, giờ này tối hụ tối hịch hết khách người ta tẩy trang đi. Ngồi mấy cướp nữa. Chừng nào đóng cửa thì chừng đó mới tẩy trang. Còn giờ còn mở cửa là còn mấy cướp nha. Trời ơi, mình bán quán, mình phải mất cúp mà mặt mày mình xinh tươi, sáng, rực rỡ lên người ta mới mua, hiểu không? Mà em thấy chị có mấy cúp đẹp lên cũng ai mua đâu. Trời ơi, Huệ ơi, Huệ, mày báo tao quá rồi. Mày gậy cho tao chửi, mày mới chịu quá Huệ. Chị biết sao chị bán ấy không? Sao? Chị miệng chị nghiệp quá đó. Tao giả vậy bây giờ, mày tin là tao cho mày về quê ở luôn không? Từ ngày mày lên là mày báo tao quá trời báo rồi. Bữa giờ tao ra tiền biết bao nhiêu rồi không? Năm nay kinh tế khó khăn rồi, mày còn báo tao hoài nữa. Em có báo luôn á, lâu lâu bị xui con cái thôi, cũng tại chị chứ phải tại em đâu mà chửi em. Một lần bị xui là mấy ra đi mấy chục triệu. Chị, thôi em thấy gì nè. Chị á, vừa bán ế nè, vừa già vừa ế nữa. Thôi mình đi kiếm cái gì mình giải hạn đi chị. Thôi, giải hạn gì? Mệt lắm. Coi ba cái đó mê tín dị đoan. Trời ơi, mê tín gì đâu hồi nào. Chứ sao kêu người về đây coi bói coi đồ gì? Thì coi đó, cái bà này đã coi đó là coi hả sách vở nè, rồi tử vi tướng số ngày tháng năm sinh, mà cái kiểu bà coi hả là mới lắm, chưa có ai coi được luôn. Coi sách vở không, cái này có danh sách vở hả? Dạ. Mày mua về mày tự coi đi, mày kêu bà chi cho tốn tiền. Không phải, mình mà không có cốt á là mình coi không có được chị. Bà ơi, bà tôi lại bà nói cũng đúng nữa, có căn chứ phải cốt bà ơi. Có căn hả? Có căn mới làm được cái chuyện đó, hiểu không? Có căn mới làm thầy. À đúng rồi đó chị, có căn mới làm thầy. Còn mình coi, ví dụ bà coi á là bà coi chi tiết hả, là bà đọc một chữ hay là bà hiểu 10 chữ, là bà nói rõ ràng rành mạch luôn, hay lắm. Còn mình coi mình biết con chữ đó thôi à. Rồi bà coi cái gì? Bà coi cái gì đó mà bổ cái gì đó mà bà hay lắm. Em thấy bà hay lắm, con thay đổi hết trơn. Tình duyên, gia đạo, tài chính, kinh tế. Rồi hả là cái gì sao sao thấy bạch la hầu kế đô vậy hả? Chị bị sao thấy bạch đó chị? Đi coi đi. Mà đặc biệt ở chỗ là bà không có lấy tiền. Không lấy tiền? Dạ. Ôi bà này có tâm nha. Đúng rồi. Chứ bình thường mà đi coi mấy cái này là hả cho 500 triệu không á, tốn tiền lắm á. Còn bà coi ha, ví dụ đúng chị cho, không đúng thì thôi, khỏi cho không được nữa, bà không lấy tiền. Ê mà Huệ, lần này mày có báo tao nữa không vậy? Tao hỏi thiệt á. Không, chị tin em đi. Thì tao cũng tin mày mấy lần, lần nào mà cũng báo tao đó. Tin lần nữa đi không sao đâu. Em gọi nha. Ôi tầm bậy tầm bạ, mê tín dị đoan, công an tới nó bắt giờ. Nữa đánh tao nói là không có coi bói mà trời. Đâu phải coi bói bại đâu mà sợ. Hứa nha, phong thủy nha. Hứa. Rồi tử vi rồi thôi nha. Ở nhà bả gần đây không? Sát bên nè. Dạ cô Năm ơi, cô Năm. À, bữa nay cô Năm rảnh không? Có đi coi cho ai không? Dạ có hả? À, thôi qua coi giùm chị con 5 phút thôi. Cậu chị con ba xui quá bà ơi, bán ế rồi hả? Rồi năm xui tháng hạn lum la, xui đủ đường luôn á. Dạ dạ thôi nhín chút thời gian nha cô Năm nha. Dạ 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 dạ. Dạ. Rồi qua được không? Qua chị, qua. Bảo đang qua đó chị. Alo. Trời ơi hết hồn bà nội. Bà Diễm Trinh, bà dạ. Ngủ chưa? Giờ này mà ngủ nghe gì trời. Đi qua tiệm tôi đi, coi tử vi hay lắm. Thiệt. Trời đất ơi, ai coi bói ban đêm vậy? Đi qua đi, ban đêm mới linh, hiểu không? Qua lẹ. Okay. Vậy nha. Ok. Gọi dai cái gì? Thì gọi cho bà Diễm Trinh với bà Vân qua đây coi chung luôn. Alo, chị Vân hả? Ừ, ôi về nghe. Chị ngủ chưa? Chưa, trời giờ này bà ngủ gì? Tớ đang chuẩn bị coi đá banh. Đi qua tiệm em nè, coi tử vi hay lắm. Tử vi hả? Ai coi? Không, cái bà này hay lắm. Không có phải coi bói đâu, qua đi đi lẹ. Thiệt, không có tốn tiền bà ơi. Không tốn tiền chứ cuộc đời này có
mà không tốn tiền á mày ơi. Ôi cái quá đi rồi tính đi nha nha. Rồi đó. Quế. Dạ. Tao lại mày. Mày nhìn đi. Hồi nãy mày nói sao sao. Chị ơi chị vừa già vừa é. Nhìn bà đi. Đây nè. Đó gần tới giờ đi ngủ rồi mà bắt cúp đậm lè. Lông lộn nè. Tôi mặc nguyên một cái bộ đồ bộ đó đây nè. Mà ngồi chờ nghĩ sao mà nửa đêm nè. Mấy người không có biết gì hết trơn trời á. Không hề biết gì hết trơn hết trời á. Tôi đi ngủ nhưng mà tôi phải make up về nè để tôi ngủ xuống, hiểu không? Nhiều khi mấy cái dông á nó nhìn vô tôi, nó tưởng không phải là tôi, nó bay ra chỗ khác, nó mới nhập cho người tôi, hiểu không? Cái gì cũng nói được hết trơn á. Nè bà cô Năm gì tới chưa? Bả chưa tới thì thôi để tao đi về. Không cần tới thì về đó, hay trời của chị vậy luôn. Còn mấy cái số là đeo dụ gì vậy? À con nè. À cô Năm. Trời tới tới rồi nè, cô Năm tới rồi. Dạ. Dạ con chào cô Năm. Chào cô. Ủa cô Năm đi đâu? Cô Năm chưa coi đi đâu vậy? Đi coi cái gì? Coi cho chị con. Đâu có người coi rồi mà. Vậy đâu? Dạ. Ở đây đâu có ai coi đâu. Đây nè. Dạ không phải đâu à. Dạ không, bán vé số. Bán vé số, dạ, bán vé số thôi cô Năm. Trời đất ơi. Dạ. Bán vé số gì mà nhìn lồng lộn dữ vậy đó hả? Dạ. Dạ. Phải đâu. Lồng lộn vậy đó. Tại vì ngày xưa là có căn ở Lô Tô. Dạ. Cho nên là hơi tốt vậy. Dạ. Dạ. Với lại con mới đi dancing về. Dancing online. Nhìn giống như là Hồng Hài Nhi vậy ha. Dạ. Ban đêm mà cũng xách dù. Dạ thường thường là con gặp những người đặc biệt thì con phải make up đặc biệt vậy đó. À thôi cô Năm không có thời gian đâu. Coi cho ai nè. Dạ chị con chị mong. Khỏi cần con phải giới thiệu. Cô nhìn ra là cô biết là coi cho ai rồi. Nó chùa em nói mà hay. Con phải không? Dạ. Không nhận nha. Nhìn gương mặt sáng quá ta. Dạ tại hôm nãy mới dặm phấn xong. Không. Cái ánh mắt của con. Dạ. Cái nụ cười của con. Dạ. Cái khuôn mặt của con. Nó thể hiện ra mọi thứ. Nên cô Năm nhìn cô thấy sáng. Dạ. Mà công nhận nghe giọng của cô Năm ngọt ngào dễ chịu ghê. Cặp mắt của con là cặp mắt cười vậy con biết không? Miệng con cười, mắt con cười theo. À, mặt con thiệt mà, miệng cười mắt cười theo. Mặt cười, ừ. Cái mặt buồn cười. Mà con này phải. Con này nó ngồi lên cô Năm, miệng nó ngủ, mắt nó ngủ theo lúc nó ngủ á. Nói chung lại vậy nè. Không, mắt không ngáp lại bà. Con bài ra phủ cô Năm đi. Con bài này đó, trầu cao. Bài ra trầu cao. Ủa, coi bói mà đâu phải là đấm hồi đâu mà có trầu cao. Trời ơi, chị Vân ơi đừng có nói vậy, công an tới bắt bây giờ. Chị là không phải coi bói, hiểu không? Tử vi thôi. Con đừng. Thôi con nghĩ là cô Năm nên cất cái này vô đi. Nói cái đó. Thôi cất vô đi. Cất vô hả? Ừ. Cái này cá sấu mà sao cất vô được? Thôi cất vô đi. Thôi cất vô đi ha, nghe lời con đi. Thôi coi tay đi. Dạ. À, mình coi khoa học chút đi ha. Thôi dạ. Cất vô hết. Đâu con đưa bàn tay. Cô đáo ghê. Con đưa bàn tay của con đưa đây cô Năm coi. Dạ. Bàn tay nam tả nữ hữu. Nam tả nữ hữu. Ai vậy? Con quên. Nam tả nữ hữu đó. Năm nói á, đúng nhận sai thì cãi nha. Dạ. Không, đưa đây cái Năm coi. Anh là coi cãi đi cãi. Chơi. Vậy là sao? Con cãi đúng không? Vậy là cô Năm sai phải không? Con nghĩ cô Năm sai chứ gì? Đâu có phải, chưa gì mà con vội, con không tin cô Năm rồi. Có nghĩa là chiếc nhẫn này con đeo cái chỗ này là không có đúng. Con đeo như vậy là con sai nè. Con bần ăn sẽ không có lên nổi đâu nè. Con phải đeo ngón khác. Đâu, con đưa đây Năm đeo cho con nè. Đó, đeo vô đây. Đó, chừng nào mà có Năm coi mà khó quá vậy Năm ơi, trời ơi, nghĩ sao vậy? Sao vậy? Giờ cho sao? Nó đeo ngón khác đi. Thôi bây giờ vậy nè đó. Đeo ngón đó là có chồng đó. Thì nó đang chưa có chồng mà nó. Mà bà muốn chồng mà. Bà muốn chồng. Đang muốn chồng hả? Dạ. Ừ. Đúng nhận sai cãi mà. Trời ơi, đúng nhận sai cãi giúp bà kìa. Dạ đang muốn chồng à. Dạ muốn bồ, muốn bồ. Con muốn bồ. Đây Năm coi. Cha bàn tay sang quá ta. Có bàn tay phú quý, có gương mặt phú quý. Đúng nhận sai cãi giúp cô nha. Nghe cha. Nhưng mà điều có cái là năm nay là con tuổi gì nè? Dạ. Mà thôi khỏi cần phải hỏi tuổi. Không? Cô nhìn là cô đã biết con rồi. Năm nay con không được may mắn rồi là con là sao thấy bạch đúng không? Đúng nhận sai cãi giúp cô nha. Dạ đúng ạ. Đúng không? Đó. Bây giờ cô nói về chuyện tình duyên của con đi. Con có một chàng trai rất là đẹp trai đang đeo đuổi con lắm phải không? Đúng nhận sai cãi giúp cô nha. Dạ cái này sai ạ. Dạ. Đúng mà trời ơi đó. Cái thằng bay đó. Bay nó đẹp trai đâu. Thằng bay nó đẹp trai mà. Trời, nó đẹp trai nhất đẹp này còn gì. Chồng tôi vậy mà chê. Dạ đúng không con? Dạ đúng. Đúng nhận sai cãi giúp cô. Dạ đeo con dữ lắm cô. Nhưng mà cái chàng trai này làm cái nghề gì mà cái nghề vận chuyển đó đúng không? Đúng nhận sai cãi giúp cô. Dạ sai. Đúng rồi, nó chờ người chờ hàng mà. Anh chạy xe ôm mà. Ôi trời đúng cô ơi. Đúng. Đúng vậy đó. Đúng hết phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn cái chỗ này, cái mặt bằng này,
cái mặt bằng này con thuê phải không? Đúng nhận sai cãi giúp cô. Đúng, đúng, dạ, đúng mặt bằng đúng. Tôi cho nó thuê. Thuê hơi bị mắc đúng không? Ê cái này sai nha, đang rẻ đó. Giá 12 triệu tôi giảm còn có 10 triệu thôi là đang rẻ đó. Như vậy là mắc rồi, mặt bằng này đâu có gì đâu mà bà. Ôi bây giờ bà qua đây bà coi bói hay là bà qua đây bà đặt mặt bằng nhà tôi. Nhưng mà mắc đúng không? Dạ đúng. Nhận sai cãi giúp cô. Sai. Dạ thôi cô Vân ơi, cô cho người ta thuê thì cô thấy không có mắc, nhưng mà con thuê cũng thấy mắc đúng rồi. Nhưng mà như vậy là đối với tôi là sai. Coi tiếp. Nhưng nè, nếu mà nói về trong gia đạo của con đó ha, con là một người đứa con gái được trong gia đình yêu thương nhất. Đúng nhận sai cãi giúp cô. Dạ đúng ạ, đúng ạ, đúng. Đúng không? Thì bởi vậy á, trong cái tài vận của con á, là con hiện giờ con đang gặp một người nữ này rất là ganh ghét con, đúng nhận sai cãi giúp cô. Mà người nữ này đang ở cạnh gần con, mặc nguyên bộ đồ đen luôn. Dạ, đúng nhận sai cãi giúp con. Dạ đúng ạ, đúng ạ, con mẹ này nè. Ờ, chuyên gia luôn. Trời ơi. Ủa, phải nữ đâu, đâu phải nữ đâu. Bà sai nha bà nội. Cái gì? Tôi là đàn ông mà nghĩ sao vậy? Ở đâu ra mà tự nhiên ganh ghét với nó? Không, đó là tôi nói trong cái bàn tay nó hiệu ứng lên như vậy. Vậy là con nhỏ nào ấy chứ không phải tôi. Con nhỏ mặc đồ đen nè chứ không phải tôi đâu. Ờ, không phải thì thôi. Đúng nhận sai cãi. Bây giờ nè cô nói nè, cái vận mệnh của con á, sau này á, con sẽ trở thành một người là rất là cao sang quyền quý. Con không bao giờ con ở tại chỗ này đâu, con sẽ còn di dời nữa. Dạ con dạ. Nhất là cái sống mũi. Chà, sống mũi. Không có mũi đừng có sửa rồi á. Con sửa rồi đó hả? Dạ, hồi đó sửa 12 triệu á. Vậy giờ sửa nữa đi. Sửa nữa hả? Đúng nhận sai cãi. Dạ. Có đúng. Nghĩa là mũi con càng cao thì nhà của con á, con sẽ có được thêm nhiều tầng nữa. Chẳng hạn như bây giờ hiện giờ con mới có từng trệt, rồi con sửa thêm cái mũi nữa là con sẽ lên một cái tầng một nữa. À, là sao là gọi là sao? Lầu một. Lầu một mà con sửa chấm mảnh lên. Lên tới nóc luôn. Nè bà thầy Nam, tôi thấy cái vụ này là sai nha. Nó thấy đúng chứ tôi thấy sai nha. Nè bây giờ nó đang ở đây, đúng không? Là có cái trệt mà cái mũi nó cao như vậy rồi. Mà bây giờ kêu nó sửa lên để mà nó ở cái nhà giống như nhà tôi 5 tầng chắc nó trông cái lỗ mũi cỡ này quá. Thì phải vậy thôi, đúng nhận sai cãi, vậy phải vậy cái thôi. Cái này là sai rồi nè, tôi đang ở 5 tầng nè mà mũi của tôi còn thấp hơn mũi nó nữa, thấy chưa? Mỗi người có một cái vận mệnh khác nhau, đâu phải ai cũng giống ai đâu mà sao cãi. Bây giờ hôm nãy giờ trông cái sống mũi như vậy rồi đi ra ngoài đường nhìn ai. Mỗi lần mà rồi bông, cái này quay qua. Cô Vân. Chào cô Nam. Công an tới bây giờ á nha. Ý là cô Nam nói là cái vận mệnh của con, nếu mà con muốn giàu sang phú quý thì con làm lên, con xây được nhiều lầu đúng không? Đúng. Biết được đâu sau này á, từ cái tiệm tạp hóa em xây cao lên em làm cái siêu thị thì sao? Đúng rồi. Cũng không cần phải nâng mũi, cái miếng đất này bây giờ chị bán là 3 tỷ, mày cứ trồng 3 tỷ là rồi xong miếng đất này của mày. Không có tiền đâu má. Coi giùm con đường kinh doanh đi. Sao mà năm nay bán buôn đồ ế quá. Bán buôn ế phải rồi. Cái mặt bằng gì đâu mà không có cái cửa. Con tọt bao nhiêu tiền là coi như ra hết ngoài đường. Con phải có cửa nẻo đâu đó rõ ràng. Thậm chí người ta còn phải có những cái cửa hậu nữa. Con cái này con nhìn coi rồi đó. Cái cửa hậu con nằm đâu? Tan quan nè. Lấy cái đâu mà con giữ gìn được tiền bạc? Đúng nhận sai cãi với cô. Dạ đúng ạ. Thật ra là có cửa đó, nhưng mà con kéo lưới B40 á cô, lỗ quá trời. Làm bao nhiêu tiền cũng ra trơn à. Bởi vậy không có được. Thôi bây giờ như vậy nè, tháng sau á mày đóng cho chị 15 triệu chị gắn cho cái cửa. 15 triệu ra cái cửa. Ủa cái cửa gì mà mắc dữ. Cửa gì 5 triệu bà. Thì thêm 5 triệu nữa tao gắn cho cái cửa. Đất ơi, cái lý ra là bà phải tự bà gắn cho người ta. Bà cho thuê của người ta thì bà phải gắn cho người ta chứ. Bà nói chuyện gì mà ngang ngược vậy. Tôi bẻ răng bà. Ê, tin không? Cái con kia mày đang ngồi đây bán vé số nha. Tao nói một phát một là ngày mai mày ra giữa đường bán nha. Bà chị là một người rất là tốt. Dạ coi tiếp đi ạ. Bây giờ vậy nè. Cô Năm không có thời gian nữa. Nếu như mà nãy giờ cô Năm nói đúng hay sai á thì đúng nhận sai cãi thì tụi con có. Dạ. Sao ha con? Dạ đúng à, đúng nhận sai cãi là đúng à. Nãy giờ cũng thấy cô coi đúng. Bà Năm cho hỏi một câu nè. Nghe mấy đứa nó đồn á là coi là chỉ có coi bằng cái lòng từ thiện, không có lấy tiền đúng không? Đúng nhận sai cãi giúp cô. Đúng nhận sai cãi giúp cô. Ừ. Đúng rồi. Là coi là có lấy tiền hay không, đúng nhận sai cãi giúp cô. Không lấy tiền đúng không? Con coi thấy đúng thì con cứ là cho tiền hả? Cho tiền cô dẫn cho lấy. Tiền cô vẫn nhận. Dẫn. Rồi thôi tao đi về. Ủa sao vậy? Bây giờ tôi đi về tôi ngủ. Đúng nhận sai cãi kệ cô. Thôi kệ bà đi. Kệ bà đi. Dạ đây nè, cái đường chỉ tay con sao nè, coi coi lại giùm. Trời ơi cái đường của chỉ tay của em lạ đời quá. Sao lạ vậy? Giống như dao mà rạch vậy đó chứ. Đi nào. Trời đất ơi, bây giờ mà kiếm chị quá trời, chị ngồi là chị tan. Kiếm chị?
Đi vậy chưa chị con chưa trả tiền mà dễ vậy. Trời ơi, tiền bạc gì không mới lấy tiền. Ủa, bữa lấy tiền nay lấy. Rồi thôi, chị trả tiền với chị lấy coi. Thôi đúng quá trời không trả. Thì trời ơi, có năm này nè, qua đây coi tình duyên. Rồi buôn bán kinh doanh của em dạo này em buôn bán ế quá mà nói đúng nha anh. Nói đúng quá trời quá đất luôn anh. Coi bói vậy hả? Đúng rồi, coi tử vi. Coi tử vi. Tử vi được không hả? Bà này coi hả? Dạ. Bà này biết gì đâu coi. Trời ơi, anh nói sao vậy? Nãy giờ nói quá trời đúng luôn. Bà này bà khóc mướn là hay. Bà chùm khóc. Tại vì tôi làm chung với bà mà mỗi lần mà tôi hỏi kèn mà cái gì bà không thiếu người khóc bướng là tôi điện bà không đó. Trời ơi, cái gì chứ? Chung đội chung băng chị đây coi vì sao tiếng Việt không nói mà sủa không vậy? Ủa nhưng mà anh thì sao cuộc sống đời tư của em bà biết trơn vậy? Hết trơn luôn á. Hết trơn luôn hả? Hết luôn. Biết sao không, bữa nhậu với bà đó buồn quá không biết kể chuyện gì, tâm sự nguyên sớm mình cho bà nghe hết trơn rồi. Trời đất ơi, trời ông phone ơi, tôi lại ông luôn á, ông nhiều chuyện gì vừa phải phải. Cô Năm đi đâu vậy? Cô Năm chết nữa rồi, cô Năm ơi. Bà nội nói vậy cũng gạt ta được hay thiệt á. Ờ, nhỉnh mặt là biết gạt rồi. Thì đó. Bạn nhỏ này nè, suốt ngày báo tôi không à. Làm sao có số điện thoại bả vậy? Con Hồng bạn em mới chỉ á, nó nói coi hay á, coi cho nó rồi. Con Hồng hả? Dạ. Con Hồng là con gái bả đó. Trời ơi. Con chuột á. Trời ơi, Huệ ơi, Huệ tao lại mày, mày bớt từ nay mày bớt báo lại tao nha mày, tao cho mày về quê ở bây giờ đó. Mệt ghê vậy. Chuyện gia đình tôi giải quyết nha. Thổi sáng giờ chưa tắm thôi. Hèn chi hôi như quỷ vậy đó, đổi thằng quỷ saxophone chê. Mệt ghê vậy đó hả? Ghê. Đi về đây. Đang ngủ mà thiệt á. Gọi qua làm chi vậy? Đứng dọn gì nữa. Dọn ghế vô đi bà. Từ nay về sau á, bớt báo lại giùm tôi cái nha.